Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Nếu cô chú các anh chị và các bạn là người mới đến xem giá lúa gạo hôm nay, nhớ để lại một lượt đăng ký, một lượt like, ấn vào cái chuông để cô chú các anh chị và các bạn luôn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất mỗi khi Giải trí miền Tây phát hành video mới. Giá lúa gạo hôm nay, Chủ nhật ngày 31 tháng 3 năm 2024. Giá lúa gạo hôm nay ngay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều khi điều chỉnh giảm đối với gạo và giữ nguyên ổn định đối với lúa. Với mặt hàng lúa ghi nhận tại tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, hôm nay thị trường giao dịch ổn định tại các địa phương như Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp. Bình quân giá lúa dao động quanh mốc 7.400 đến 8.000 đồng trên 1 kg. Theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, lúa Đài Thơm 8 dao động quanh mốc 7.700 đến 7.900 đồng trên 1 kg. Lúa OM18 quanh mốc 7.700 đến 7.900 đồng trên 1 kg. PR50404 ở mức 7.400 đến 7.500 đồng trên 1 kg. OM5451 ở mức 7.500 đến 7.600 đồng trên 1 kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay dừng lại và đi ngang sau phiên điều chỉnh giảm. Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, gạo tiêu chuẩn 5% tấm ở mức 592 USD trên tấn, gạo 25% tấm ở mức 558 USD trên tấn, gạo 100% tấm duy trì ổn định ở mức 478 USD trên tấn. Số liệu thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy quý 1 năm 2024 xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 2.007 triệu tấn, thu về 1,37 tỷ USD. Giá lúa gạo ở Kiên Giang ST21 8.400 đến 9.000 đồng trên 1 kg. IR50404 7.500 đến 7.800 đồng 1 kg. Đài Thơm 8 8.100 đến 8.400 đồng 1 kg. OM18 8.100 đến 8.400 đồng 1 kg. OM5451 7.600 đến 7.800 đồng 1 kg. Nan Hoa Chín 7.700 đến 7.900 đồng trên 1 kg. Lúa VD20 8.800 đến 9.200 đồng 1 kg. Tài Nguyên 7.600 đến 8.000 đồng 1 kg. ST24, ST25 8.500 đến 9.000 đồng trên 1 kg. RVT 8.300 đến 8.600 đồng 1 kg. Lúa Nhật 7.700 đến 7.900 đồng 1 kg. Jasmine 7.700 đến 7.900 đồng 1 kg. Tình hình giá lúa tại An Giang. OM5451 7.600 đến 7.800 đồng 1 kg. Nan Hoa Chín 7.700 đến 7.900 đồng 1 kg. Đài Thơm 8 8.100 đến 8.400 đồng 1 kg. OM18 7.900 đến 8.200 đồng 1 kg. IR504 7.400 đến 7.600 đồng 1 kg. MNL202 7.600 đến 7.800 đồng 1 kg. Nếp khô Long An 9.300 đến 9.500 đồng 1 kg. Nếp tươi Long An 7.800 đến 8.800 đồng trên 1 kg. Nếp khô An Giang 9.500 đến 9.700 đồng 1 kg. Gạo nguyên liệu IR504 12.400 đến 12.500 đồng 1 kg. Tấm OM5451 11.600 đến 11.800 đồng 1 kg. Cám 6.800 đến 7.000 đồng trên 1 kg. Tiếp theo là tình hình giá lúa ở Cà Mau và giá lúa ở Bạc Liêu như sau. OM34 7.300 đến 7.600 đồng 1 kg. OM5451 7.600 đến 7.800 đồng 1 kg. OM18 8.100 đến 8.400 đồng 1 kg. RVT 8.300 đến 8.600 đồng 1 kg. Đài Thơm 8 8.100 đến 8.400 đồng 1 kg. ST21 8.400 đến 8.900 đồng trên 1 kg. Giá lúa hôm nay sụt giảm nhiều loại. Nan Hoa Chín 7.700 đến 7.900 đồng 1 kg. RVT 8.300 đến 8.600 đồng 1 kg. ST24, ST25 8.500 đến 8.900 đồng 1 kg. OM380 7.400 đến 7.600 đồng trên 1 kg. Giá lúa tại Sóc Trăng và Tiền Giang IR50404 7.500 đến 7.700 đồng 1 kg. OM18 8.000 đến 8.400 đồng 1 kg. OM380 7.400 đến 7.600 đồng 1 kg. OM34 7.400 đến 7.700 đồng 1 kg. Đài Thơm 8 8.000 đến 8.400 đồng 1 kg. OM5451 7.600 đến 7.800 đồng trên 1 kg.
lúa tài nguyên 7.700 đến 7.900 đồng một ký, RVT 8.300 đến 8.500 đồng trên một ký, lúa Nhật 7.700 đến 7.900 đồng trên một ký, ST24, ST25 8.600 đến 9.000 đồng trên một ký, nàng hoa 7.700 đến 7.900 đồng trên một ký. Giá lúa tại Trà Vinh và Vĩnh Long IR504-04 7.500 đến 7.700 đồng một ký, OM18 8.000 đến 8.400 đồng một ký, OM5451 7.600 đến 7.800 đồng một ký, Japonica 7.700 đến 7.900 đồng một ký, OM380 7.600 đến 7.800 đồng một ký, lúa Nhật 7.400 đến 7.600 đồng một ký, nàng hoa 7.700 đến 7.900 đồng một ký, đài thơm 8.000 đến 8.400 đồng trên một ký. Giá lúa tại Cần Thơ và Hậu Giang IR50404 7.500 đến 7.800 đồng một ký, OM18 8.100 đến 8.400 đồng một ký, OM5451 7.600 đến 7.800 đồng một ký, đài thơm 8.100 đến 8.400 đồng một ký, RBT 8.300 đến 8.600 đồng một ký, ST21 8.400 đến 9.000 đồng trên một ký, lúa Nhật 7.700 đến 7.800 đồng một ký, Sabonica 7.700 đến 7.900 đồng một ký, Setmin 7.800 đến 8.000 đồng trên một ký, OM34 7.400 đến 7.600 đồng một ký, nàng hoa 7.800 đến 8.000 đồng trên một ký. Tiếp theo giá lúa tại Đồng Tháp và Long An như sau: OM18 8.200 đến 8.400 đồng một ký, OM5451 7.600 đến 7.800 đồng một ký, đài thơm 8.100 đến 8.400 đồng một ký, IR50404 7.500 đến 7.800 đồng một ký, OM380 7.500 đến 7.700 đồng một ký, MNL202 7.700 đến 7.900 đồng một ký, nếp tươi 7.800 đến 8.000 đồng trên một ký, Zmin 7.800 đến 8.000 đồng trên một ký, ST24, ST25 8.400 đến 9.000 đồng trên một ký, nàng hoa chín 7.800 đến 8.000 đồng trên một ký, OM34 7.400 đến 7.600 đồng trên một ký, OM1352 7.600 đến 7.800 đồng trên một ký. Tiếp theo là tình hình giá lúa tại Tây Ninh như sau: nàng hoa 7.400 đến 7.700 đồng trên một ký, IR50404 7.100 đến 7.400 đồng trên một ký, đài thơm 8.700 đến 7.900 đồng trên một ký, OM1352 7.600 đến 7.700 đồng trên một ký, OM5451 7.200 đến 7.500 đồng một ký, OM380 7.200 đến 7.300 đồng một ký, OM34 7.100 đến 7.400 đồng một ký, OM18 7.500 đến 7.900 đồng trên một ký. Tiếp theo là tình hình giá gạo ở các chợ lẻ như sau: giá gạo tại các chợ lẻ, gạo nàng hoa chín 19.500 đồng một ký, gạo nàng nhen 26.000 đồng một ký, Zmin 17.500 đến 18.500 đồng một ký, gạo tẻ thường 15.000 đến 16.500 đồng một ký, gạo trắng thông dụng 17.000 đồng một ký, gạo thơm thái hạt dài 19.000 đến 20.000 đồng một ký, gạo hương lai 19.500, gạo sóc thương 18.500 đến 19.500 đồng một ký, gạo sóc thái 28.500 đồng một ký, gạo thơm Đài Loan 21.000, gạo thơm Nhật giá 22.000 đồng một ký. Xin chân thành cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian quý báu để xem hết video này. Xin chào.